Hello, xin chào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ về quê ngày Tết. Ngày Tết là chúng ta phải về quê đúng không? Đúng có dẫn thêm một người đặc biệt của mình đi về quê nữa đúng các rồi, bạn. Con thú cưng đó của là mình Jimmy. Đó. Đúng rồi, chứ Huy sao là người đặc biệt của mình được đúng không? Ok, và sau đây thì mình xin nói cho mấy bạn nghe thì mình cũng sẽ dẫn con thú cưng của mình đi theo. Mọi người còn nhớ con thú cưng của mình là ai không? Đây. Hôm nay Huy ở lại không có gì quê và hôm nay Huy ở có một mình nên mình rủ Huy đi về chung với mình luôn. Huy đi về quê cái Huy được mua nước cho quá trời luôn. Nó uống như một con heo. Chào đi cảm ơn hay cái gì đó đi nhìn lên. Dạ. Chào mấy bạn thì sao đi trời. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng. Thôi tưởng nó là hoa hậu quá mọi người. Ok nhưng mà chút. Hay quay qua lại. Nè mấy bạn nhìn đi, người như cái chậu mà tưởng mình là hoa hậu. Trời ơi là trời. Rồi ơi. Một chút mình sẽ về quê thì một chút nếu trước khi bắt đầu về quê á thì các bạn nhớ để lại cho mình một like, một share và hãy nhớ nhấn vào cái nút đăng ký để cho kênh channel này của mình đạt được 1 triệu subscribe để mình có thêm một cái nút vàng nữa mọi người ơi. Wow, quê mình là ở dưới Long An nên nó mát lắm các bạn à. Đúng rồi, nó mát lắm. Cho hỏi mọi người thấy mây không? Đẹp lắm luôn á. Đó trên đầu mình nè. Mát lắm mọi người. Chân mình sắp mát đen rồi. What? Chân mình sắp mát đen. Mới đi về quê buổi sáng mà nó mặc quần ngắn. Không hiểu, không hiểu. Và Quy nghĩ là một điều mọi người chỉ cần có kem chống nắng vào chân là sẽ không bao giờ bị mình đen. Mình nghĩ là do về quê là chỗ mà gọi là sao ta? Nó đơn sơ nhất, nó đơn giản nhất nên là mình nghĩ là mặc quần ngắn là nó đơn giản rồi. Thì nó cũng đơn giản mà ba. Thì đó. Ở giờ công nhận nhà các bạn thấy cái khu này của mình quay nó trước là nhìn sang trang đúng không? Nhưng thật ra là có con khu này sang trang thôi các bạn à. Không sang cho lắm các bạn à. Đúng nó rồi, còn đây là trường của mẹ đi ha học nè. Ủa mày, phải mày. Ôi trời. Đăng ký kìa. Cậu thì chứ. Một chút nữa mình mới tới quê của mình. Hiện tại là mình gần tới rồi nhưng mà mình mới nhớ ra mình quay. Đúng rồi. Cảnh lắm, để một chút mình sẽ quay cảnh. Ê, mình thấy có cảnh này đẹp nè. Thấy cái trong chống tre nó quay vô mấy bạn lâu mà mình mới thấy được trong chống tre mấy bạn thấy không? Trong chống tre nè, nô Jimmy. Trong chống tre nè, Thia Chobi. Trong chống tre nè, Quy Nướp. Trong chống tre nè, Quy Nướp. Nè, Dâm ngu nè. Oh shit. Mày nói cái gì? À. Nó lông mình chứ là bộ thằng lùn nó đang chạy lên. Hả? Coi con gì á. Mất bài con này là hồi đó có nhớ cái tên gì nè, thường thường có đi mua. Con tắc kè hả? Không. Không, con này con này là con bún ở nhà Quy nuôi đúng không? Bún con. Bún mình bé nè. Con này được cho con bún là con bún ăn luôn đúng không? Cái này anh bảo thích lắm. Gửi là á, chạy rồi. Chạy. Hình như con đó con. Nó nói gì đó, ta nói hồi đó mua cho gà ăn á. Trời ơi, nó nắng. Tôi quyết định đã thuê một cái tôi mới mua căn này. Mình sẽ cho các bạn coi được cảnh đồng quê của tôi. Đó, nhưng mà tôi không dám bước ra. Nắng không? Đó kìa. Ra ngoài thử đi. Thôi ra ngoài làm múa lửa luôn á. Ê, đâu nóng à. Múa lửa luôn đó mấy má. Ú là trời. Tôi mệt quá, tôi nằm nghỉ hết rồi bà con ơi. Trời ơi sao cái cục này nó ngu vậy.
tịch 4 cục y chang bắt cũng PlayStation luôn. Giống vậy. Bấm vô. Ui. Tụi tôi mệt quá nên tụi tôi quyết định vô cái phòng này để tụi tôi nằm. Tại vì nhà này cũng nhiều phòng đó các bạn à. Đúng như vậy. Tụi tôi đợi cho chiều mát mát xíu rồi tụi tôi đi chơi. Theo ba đứa tụi mình sẽ là ba người bạn. Rồi quay ba chúng ta đi. 1, 2, quay đứng bên, ra đứng ở giữa. Làm rồi. Mình chán quá nên mình quyết định là chúng ta sẽ đi quậy các bạn à. Đi kiếm gì đó quậy. Con ông Quy ơi. Giờ lấy mấy cục gạch đi. Làm gì? Lấy gạch đi, nấu, đoán. Chúng ta chơi về tuổi thơ nào. Để tao lựa cho. Nè, cục này nè. Oh shit. Dẹp cái đó đi ba. Chúng ta phải lựa gạch. Sẽ chơi nấu đồ ăn các bạn à. Nên chúng ta sẽ lựa gạch để chúng ta làm cái bếp. Nấu. Được rồi. Vô phơm luôn đó. Chết mà không sao đâu, lấy cái này vô đi. Wow. Ôi, biết hết á. Được. Trời, lấy đèn cậy nữa. Lấy đèn cậy đi. Biết chơi không? Biết chơi chỉ chơi chưa? Xin chạy. Trời, đi kiếm đèn cậy đi. Đồ ăn nữa. Cái bếp, chúng ta đã có một cái bếp rồi. Bây giờ vấn đề là chúng ta đi kiếm đèn cậy, làm sao để chúng ta đốt được nè. Dạ. Làm gì giùm? Lấy nó về. Đi lấy không giùm? Biết sao không? Mẹ dính nó vậy. Đúng rồi. Ngồi quá. Hơi gió luôn à. Chơi chỗ này cũng được rồi, chơi phải chơi trong góc á. Cháu mẹ ơi, chơi cái chỗ quần nào mà đây, coi chỗ rồi. Ơi, đừng tắt. Đốt giấy vô, nhanh. Vẫn còn. Tao sẽ đốt cái này vô hả? Thôi cháy luôn. Đổ dầu vô rồi. Đó, nhưng mà nó chưa nóng nè, thấy chưa? Đó, chuyên nghiệp bạn ơi. Cái ngày xưa của tôi, cái bếp ngày xưa ở quê của tôi cũng giống vậy nè. Nhưng mà có cái là nó bỏ cái nó bỏ mấy cái gì vô đó, cái hạt gì vô á. Nhanh lên. Lại đi. Lửa nè. Cầm. Lấy giấy vô đồm lửa nó chút. Ôi. Để lên vô ơi. Cái gì vậy? Nó bị nghiêng. Cái bếp gì đâu? Bếp hơi bếp sinh tố chất lượng hơi thấp, mong các bạn thông cảm. Nếu các bạn nào muốn ăn thử thì chúng tôi sẽ làm một món. Hãy đến nhà hàng sinh tố. Tụi mình đã có món đầu tiên rồi. Và đây chính là cái gì ta? Cá mòi. Cá mòi. Món đầu tiên sinh tố của chúng mình. Nó có bị nghiêng góc này rồi. Rồi, bị ổn rồi. Rồi, bắt đầu chúng ta món mì của sinh tố nào anh em. Anh em nào muốn ăn thử thì hãy tới tháng 13 của 2022 chúng tôi sẽ mở quán. Mì đó thì chưa chơi giờ này đúng không? Không chơi nhưng mà ở nhà bà nội tôi nấu rồi. Bếp bằng bếp củi, nấu bằng bếp củi luôn. Còn tụi tôi nấu bằng mấy cái cây vậy không à, với giấy. À. Lá khô. Làm cái này làm tôi nhớ đến ngày xưa, ngày thời mà. Vui đúng không? Đúng rồi. Đây rồi. Thời mà còn nấu bánh chưng bằng cái nồi siêu to khổng lồ. Hư này. Ai à. Bà chú Khánh à. Khúc. Ba khúc. Nhờ chó này cây bút chữ nè.
cho mới đó. Cái này thiện hơn. Cái mũ này nấu cho vợ chảy mũ luôn. Nó khác ngày cái chảo. Ờ cái chảo đen thù lùi hết rồi. Xem coi. Thêm nè. Rồi. Sắp rồi. Đáng lẽ là chúng ta phải nên bịt cái này lúc đầu. Thì giờ nó sẽ sôi. Ừ. Chúng tôi cần thêm lửa để nó lên chín nhanh. Đó em xay xay vậy nè. Đi củi mày. Tao mày sẽ đi tìm củi cho bếp trưởng này thôi. Liệu chúng ta có tìm được không? Ngọn củi nào chính là ngọn củi phù hợp để xứng đáng được vào bếp lửa? À vâng, Hi Ha đã tìm được một cái rồi. Một cái. À cũng được. Tạm được, tạm chấp nhận. Đi tìm thêm đi. Bắt cua. What? Theo ngoài đúng rồi. Mấy cái rơm này nè. Nó cháy. Ừ. Mì đã được bỏ vô nồi. Cái này ở cái nào? Ờ có, hình như có, bỏ vô hết. Ừ. Ủa đâu rồi? Ủa mấy cái gia vị đâu? Mấy cái gia vị đâu? Đã giúp trộn. Ờ. Mì mì theo bên Hà Nội của tôi là biết cái bịch mỡ không? Biết cái bịch mỡ không? Bỏ vô chung rồi. Ừ, bỏ vô luôn. Bỏ vô em không? Thì bỏ luôn. Được không? Đúng không? Đúng. Hông của tôi là bỏ bịch vô luôn. Thôi nhưng mà ăn cái đó cũng thấy hơi kỳ cho nên là cứ đổ. Bỏ bịch luôn hả? Ừ, ở bên tôi là vậy. Chắc à. Vẫn trái rồi. Đó, chắc nước mì ra. Chắc hết ra. Thì sinh tố nè, dắt cơ bị chuyên nghiệp. Đây, bỏ vô. Wow. Rồi. Lên đúng không? Lên tới công chuyện luôn. Bếp bóc hết đi để tôi làm cho mấy chỗ. Ơi, sắp hết trái bạn ơi. Đó. Mùng 1 không đi lì xì, chúng ta làm ở đây. Làm đồ ăn, ok. À quên nữa, món ăn chúng ta sắp xong rồi mà không cho thêm cái vị muối của Hạo Hạo thì làm sao mà nó ngon được. Vậy là chúng ta đã có một món ăn của sinh tố hoàn hảo. Trời, nó dập lửa luôn rồi. Không xé được. Đâu ăn nữa rồi. Uầy. Đó. Cảm giác sao? Tôi phải ăn mì. Được hết, mà mì nó hơi mềm thôi, đúng không? Nãy mình cũng mì. Nãy luộc lâu quá. Luộc lâu. Nó bị bở à. Thường á là bỏ vô xong Dũng lấy ra liền, ông đại nó còn xào nữa thì nó mới giòn. Ừ. Cái lúc mà bỏ xuống á nó tan ra hết rồi. Nó bị tách ra hết rồi chúng ta mới chắc ra. Chứ không để nó lâu được. Để nó lâu là nó bị bở ra và mì nó sẽ bị mềm. Chúng ta cần uống nước các bạn à. Đúng không? Đúng vậy. Thiếu nước. Ăn khô mà thiếu nước. Để tôi cho. Mấy miếng cháy ra, mấy miếng cháy ra. Cái miếng cháy nè anh em, mời mọi người nha. Clip này chắc tụi mình phải để là không dành cho những người đang đói bụng. Lê, mấy người đang đói bụng. Lê. Cái lớp này không có đã nè. Trời ơi. Nước tới rồi, đào phỏng chỗ này à? Hồi nãy đó cái tờ giấy nó bị trượt ra. Một ly cho bếp trưởng. Tổng tay không? Đâu. Bếp trưởng quá là hy sinh. Và chúng tôi cũng không khuyến cáo anh em làm theo. Nếu anh em muốn làm theo thì hãy nhớ là cân nhắc kêu ba mẹ đi cùng hoặc là có người lớn đi theo. Mặc dù hỏi tụi tôi là không có ba mẹ. Tôi đã xong, đó là một ngày ở dưới quê của tôi các bạn ạ. À. Đúng rồi. Một ngày Tết ở dưới quê tôi, Jimmy bị phỏng rồi. Và cái món ăn của chúng ta được hoàn thành một cách cũng hơi trọn vẹn, trừ cái bếp trưởng hơi bị bỏng tay thôi.
bếp trưởng là có kinh nghiệm lâu năm một xíu nhưng mà vẫn bị bỏng tay, cho nên là mong các bạn là... đúng rồi đó, có kinh nghiệm mà vẫn bị bỏng tay nên các bạn nhớ là đừng có như bếp trưởng nha, đúng không bếp trưởng? Không, hồi nãy là bên Vĩnh này nè, Huy này, ông nào là đổ luôn. Tại nó cắt nướng kiểu này nó sẽ tốn từ lưa thứ các bạn. Các bạn không biết làm mà các bạn dễ bị phỏng lắm. Hồi xưa mình cũng bị phỏng nhiều lần rồi nên các bạn đừng làm nhé. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại video sau nhé. Anh em biết không, để tôi kể cho anh em nghe về một câu chuyện huyền thoại. Hôm qua vào lúc đêm giao thừa thì tôi có qua nhà Hi Hai Jimmy để đón Tết. Đến lúc gần 12 giờ và lúc đó tất cả mọi người xung quanh bắn pháo hoa, Jimmy hứng hở chạy ra ngoài, nhưng mà bất chợt thì có cục xà bông ở dưới đất. Đặt vô cục có số. Trời, hôm nay tóc đỏ nè, dép đỏ rồi, cái cây đỏ thì đèn cây đỏ luôn, ghê trời. Có một mớ lửa đỏ ông nể mà không thấy ai nể, ông bị té nè. Hết té rồi không? Té xong cục chỏ đập vô đất. Một cái đã đành. Cái thứ hai hôm nay mày kể dài dòng vậy. Đốt cháy. Cháy bỏng tay. Máu đúng là máu lửa. Tóc không máu lửa đời không nể. Thấy là ông mày nể đó mấy bạn ơi.